Đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, gia đình vẫn chưa có thêm tung tích gì của chị Lương Hải Như sinh năm 1999 thiếu nữ mất tích bí ẩn từ đêm ngày 14 tháng 7 vừa qua. Bố mẹ của Hải Như đều đã kiệt quệ sức lực vì ngày đêm đi tìm con. Chị Lương Quỳnh Như, chị gái của Hải Như cho biết, sáng nay, đội cứu hộ 116 sẽ hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Thông tin từ đội cứu hộ cứu nạn 116, sáng nay, đội sẽ ra quân với 20 thành viên đội và khoảng 40 bạn tình nguyện viên ở nơi khác sẽ đến khu vực cầu Cù Vân. Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội là nơi đã tìm thấy dép và túi sách của Hải Như đã sử dụng ngay trước khi mất tích để tìm kiếm cô gái trẻ. Theo dự kiến đội sẽ tập trung tất cả nguồn lực tìm kiếm trong vòng 2 ngày và chi phí cho công việc này là hoàn toàn miễn phí. Từ sáng đã có khá đông người dân tập trung ở cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội để theo dõi quá trình tìm kiếm. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 7, Hải Như rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước khi đi, Hải Như có nói với người thân là đi giải quyết công việc và sẽ quay về. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với Hải Như. Khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Quỳnh Như dò theo định vị thì điện thoại báo em gái đang ở khu vực xã Tiên Phương, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Đến sáng ngày 26 tháng 7, gia đình nhận được điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của Hải Như bãi xe trên phố Tu Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người thông báo là bạn của tê bạn trai cũ của Hải Như. Trước ngày mùng 2 tháng 8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình chị Quỳnh Như đã phát hiện một chiếc dép của Hải Như mặc ở thời điểm rời nhà. Khu vực xã Cù Sơn cũng là địa điểm cuối cùng gia đình định vị được thời điểm mất liên lạc với Hải Như. Trước ngày mùng 6 tháng 8, gia đình tiếp tục phát hiện chiếc túi sách của Hải Như ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600 đến